Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nga đánh Ukraine, Việt Nam có đứng lên trước tiền lệ nguy hiểm về xâm phạm lãnh thổ hay không? Chiến dịch quân sự của Nga ở đông Ukraine mà Mỹ và phương Tây gọi là hành động xâm lược được xem là một tiền lệ xấu để Trung Quốc làm theo, trong khi Việt Nam ở thế khó và không thể lên án Nga. Trong khi Mỹ và các nước phương Tây gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở miền đông Ukraine hôm 24 tháng 2 là hành động xâm lược, thì Trung Quốc, nước đang bị phương Tây chỉ trích với ý đồ bành trướng lãnh thổ ở châu Á, phủ nhận việc này và tránh lên án Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc ở Bắc Kinh Hoa Xuân Oánh hôm 24 tháng 2 thì nói rằng đây có lẽ là sự khác biệt giữa Trung Quốc và phương Tây, vì Trung Quốc không vội vàng đi đến kết luận rằng đó là một cuộc xâm lược. Đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh. Một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Uông Văn Bân hôm 25 tháng 2 cũng giữ nguyên quan điểm này và nói rằng Trung Quốc hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh. Việt Nam, một đối tác thân thiện của Nga, chưa có phản ứng gì sau khi Nga tấn công Ukraine. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam phản ứng về diễn biến tình hình ở Ukraine ngay trước khi diễn ra cuộc tấn công của Nga. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 2 đưa ra một tuyên bố của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng rằng dưới hình thức trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài. Bà Hằng cho biết Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng theo luật pháp quốc tế. Việt Nam không thể gọi đó là hành động xâm lược, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã nhận định. Ông nói, tôi nghĩ là đến giờ phút này chính phủ Việt Nam không gọi đó là hành động xâm lược thì họ sẽ không nói. Việt Nam không có khả năng lên án nước Nga. Nga là nước có mối quan hệ ở tầm cao nhất với Việt Nam, tức là đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ tầm mức này với Việt Nam. Các lãnh đạo Việt Nam đang ở một tình thế hết sức khó khăn khi Nga là một đồng minh lâu năm của họ. Còn giáo sư Jack Chay của Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington DC nói với chuyên gia về Đông Nam Á nhận định của mình như sau. Nga là một nhà cung cấp lớn nhất các loại vũ khí hiện đại cho quá trình hiện đại hóa quân sự tại Việt Nam và Hà Nội luôn có mối quan hệ thân thiện với Moscow. Đây là hình ảnh tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam mua của Nga. Nga là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh với Mỹ. Hiện tại, trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa quân sự của Việt Nam cũng là các thiết bị quân sự từ Nga. Nước đã bán cho Việt Nam và các loại tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu, phản lực chống hạm và tên lửa đất đối không tiên tiến. Nhưng cái mà Moscow đang làm hiện nay đặt ra mối đe dọa rất lớn cho Việt Nam. Giáo sư Abuza, người nghiên cứu về các lĩnh vực pháp quyền, an ninh và hàng hải và tiến trình hòa bình, nói tiếp. Nó tạo ra một tiền lệ pháp lý nguy hiểm. Những gì mà ông Vladimir Putin đã làm về cơ bản cho thấy rằng một số quốc gia có chủ quyền ít hơn. Và những gì ông ấy đã làm nói lên rằng chúng ta có quyền can thiệp vào một quốc gia để thay đổi lãnh đạo của họ, để khiến họ dễ uốn nắn hơn, để họ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ông Putin nói rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh tiến hành điều mà ông gọi là một chiến dịch đặc biệt chống lại Ukraine. Phát biểu trên truyền hình sau khi công nhận độc lập tại Donetsk và Luhansk, ông Putin nói Ukraine là vùng đất cổ của nước Nga và là một phần không thể tách rời trong lịch sử của nước Nga. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, so sánh cuộc xâm lược của Nga nhắm vào đất nước của ông với các chiến dịch quân sự của nước quốc xã trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 24 tháng 2 nói Nga đã chọn một con đường xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Đây là hình ảnh ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký của NATO. Các nhà lãnh đạo khối Liên minh châu Âu gọi đây là một cuộc tấn công vô cớ, trong khi tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì khẩn nài ông Putin
đừng cho phép bắt đầu ở châu Âu điều có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nơi trên thế giới để lên án việc xâm chiếm lãnh thổ của Nga ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24 tháng 2 cũng tuyên bố áp thêm các chế tài đối với Nga và nói rằng ông Putin đã chọn cuộc chiến tranh này. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các ngân hàng, giới tài phiệt và các lĩnh vực công nghệ cao của Nga và tạo tiền lệ nguy hiểm. Dù truyền thông chính thống của Việt Nam tỏ ra ủng hộ Nga, nhưng nhiều người dân trong nước và cả người Việt ở nước ngoài không tán thành với việc Nga tấn công vào Ukraine. Tiến sĩ Hợp, người từng sống và làm việc gần 20 năm ở Đông Âu, trong đó có Nga và hiện đang sống ở Việt Nam, cho biết nhiều người dân trong nước thất vọng về việc Nga đánh Ukraine, dù rằng họ có những người ủng hộ việc này. Những người dân Việt Nam sống ở Kharkov, ở Ukraine nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng họ phải sơ tán và lo lắng cho tương lai trong khi căm ghét ông Putin và gọi ông là kẻ xâm lược. Trong khi Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác đang giữ im lặng trước hành động xâm chiếm Ukraine của Nga để tránh một cuộc xung đột mà họ lo ngại có thể gây tổn hại kinh tế cho họ, thì Trung Quốc lại tỏ rõ quan điểm đứng về phía Nga khi không lên án việc này. Trước khi Thế vận hội Olympic mùa đông diễn ra ở Bắc Kinh, ông Putin đã gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây và hai bên đã tăng cường hợp tác chiến lược. Trong khi Nga nhất trí coi Đài Loan là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc, thì Trung Quốc cùng với Nga phản đối việc mở rộng thêm NATO, khối liên minh quân sự mà Ukraine muốn gia nhập. Đây là hình ảnh bà Thái Anh Văn tham gia một cuộc tập trận của quân đội Đài Loan. Trung Quốc có thể là một số lo ngại về hậu quả về kinh tế lâu dài của cuộc chiến tranh, nhưng họ đứng về phía Nga và điều này sẽ tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho Việt Nam. Giáo sư Abouzar nói và cho rằng Việt Nam công nhận lãnh thổ của Ukraine, nhưng nếu để Nga xâm chiếm được Ukraine thì điều này sẽ biện minh cho việc tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc đối với Đài Loan, Việt Nam và các quốc gia ở Đông Nam Á khác trên toàn bộ vùng Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì từng nói tại một diễn đàn tại khu vực ASEAN ở Hà Nội năm 2010, khi có cả Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Clinton tham dự, rằng Trung Quốc là một đất nước lớn và các nước khác là các nước nhỏ, đó là một thực tế. Mặc dù ông Putin nói không có ý định xâm chiếm Ukraine, nhưng vị Tổng thống Nga muốn có một chính phủ chư hầu như Belarus, theo giáo sư Abouzar. Vị giáo sư của Đại học Chiến tranh Quốc phòng Mỹ còn cho rằng ông Putin đang làm sống lại quan niệm cũ của Liên Xô về chủ quyền hạn chế, tức là các cường quốc có chủ quyền và các quốc gia yếu hơn thì có ít chủ quyền hơn. Và nếu họ không tuân theo các yêu cầu của cường quốc thì họ sẽ tự rơi vào sự can thiệp quân sự và chính trị. Singapore có lẽ là một nước đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ nhất ở Đông Nam Á về tình hình Ukraine, khi Ngoại trưởng nước này hôm 23 tháng 2 nói rằng Singapore vô cùng lo ngại về quyết định công nhận độc lập của hai khu vực tách khỏi Ukraine. Trước đó, Bộ Ngoại giao Indonesia nói chung chung rằng nước này lên án bất kỳ hành động nào cho thấy sự vi phạm lãnh thổ của chủ quyền quốc gia một cách rõ ràng. Đây là hình ảnh khí tài quân sự hạng nặng của Nga xuất hiện tại thị trấn Amrit của Bắc Crimea. Giáo sư Abouzar, tác giả nhiều cuốn sách về Đông Nam Á, trong đó có một cuốn về chính trị Việt Nam, cho rằng nếu Hà Nội và các quốc gia Đông Nam Á khác không đứng lên bảo vệ nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế và chủ quyền bất khả xâm phạm của các quốc gia, thì họ không có ai khác ngoài tự trách mình khi chủ quyền của họ bị đe dọa. Tương tự với ý kiến này, tiến sĩ Hợp cũng cho rằng Việt Nam nên có thái độ rõ ràng với Nga để qua đó cho thấy thái độ của họ với Bắc Kinh. Bởi theo vị tiến sĩ của Viện Nghiên cứu có trụ sở ở Singapore, khủng hoảng Ukraine sẽ cho Trung Quốc cơ hội dọa nạt các nước Đông Nam Á và cả Bắc Á, tạo ra sự rủi ro an ninh cao hơn cho khu vực. Việt Nam hiện nay cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí để giảm phụ thuộc vào Nga, như mua tên lửa của Israel và nhiều khả năng sắp tới là của Ấn Độ, trong khi đã đạt được thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng của Nhật Bản. Việt Nam cũng có giao thương với Mỹ, Nhật Bản và các nước khác ở nhiều hơn với Nga. Đó là lý do vì sao giáo sư Abouzar cho rằng Việt Nam có thể đứng lên vì nguyên tắc cơ bản cho trật tự quốc tế, bởi nếu không, theo ông, nó sẽ làm cho Việt Nam dễ bị tổn thương. Còn theo giáo sư Hợp,
Nga không phải là một nước cộng sản nữa và quan hệ giữa Việt Nam và Nga không còn được dựa trên ý thức hệ để ngăn cản Việt Nam đưa ra quan điểm rõ ràng với Nga về vụ tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Kính mời các bạn xem bản tin ủng hộ hay phản đối Nga, người dân Việt Nam lên tiếng. Hôm 24 tháng 2, quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công tổng lực quân sự lớn vào Ukraine với các vụ nổ gần các thành phố lớn trên khắp đất nước này. Gần như ngay lập tức, mạng xã hội ở Việt Nam đã bùng nổ thông tin về cuộc chiến, cùng với nhiều luồng quan điểm khác nhau. Nhà báo Huy Đức viết trên trang Facebook cá nhân rằng: "Cố thủ trong ngai vàng bằng tội ác là một thứ nô lệ của quyền lực. Hắn không chỉ bất chấp đạo lý, pháp lý, chủ quyền của các quốc gia mà còn bất chấp cả tính mạng của chính nhân dân mình. Không chỉ trang bị bằng cấp mà còn phải thoát khỏi tâm thế nô lệ mới không bị tẩu hỏa mà thần phục và thần tượng hắn." Đây là hình ảnh người biểu tình ủng hộ Ukraine tụ tập bên ngoài thành phố Downing, London vào chiều thứ Năm 24 tháng 2. Vào thứ Sáu 25 tháng 2, trong bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Đoàn Bảo Châu viết rằng: "Lý do của cuộc kháng chiến là hoàn toàn vớ vẩn. Không thể bịa ra việc dân Nga ở Ukraine bị đàn áp mà khởi động một cuộc chiến tranh. Không thể nói Ukraine sẽ gia nhập NATO, đưa biên giới của NATO sát nước Nga, xây dựng cơ sở Ukraine để kiềm chế Nga là lý do chiến tranh, vân vân. Tóm lại, Putin đã khởi động một cuộc chiến phi nghĩa. Đừng mong Nga mạnh lên. Nga bắt tay với một thể chế độc tài khác của Tập, cả hai sẽ cùng nhau thay đổi cục diện chính trị của thế giới và ai biết được điều gì sẽ xảy ra." Cùng ngày, nhà báo Nguyễn Công Khế cũng viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: "Tại sao có người lại biện bạch cho Putin được phép đánh vào một nước láng giềng có chủ quyền? Xích xe tăng và vũ khí hiện đại không thể là nền tảng của sức mạnh. Sự hiểm ác và tham lam có thừa trong thế giới hiện nay, nhưng nếu để cho nó chiến thắng thì tất cả phần còn lại của thế giới không xứng đáng hô hào nhân nghĩa, dân chủ và thịnh vượng. Nên nhớ cho rằng ta gần một nước lớn là Trung Quốc. Trung Quốc đối với ta không cần nhắc lại. Putin nhiều lần cũng ủng hộ Trung Quốc về Biển Đông, không hề giấu giếm. Thế thì cớ gì mà người ta lại biện bạch cho Putin đánh vào Ukraine?" Người Việt ở nước ngoài, một số nhà phân tích thời sự có tiếng cũng đã đề cập với chủ đề này từ hôm qua. Ông Nguyễn Khắc Giang, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học chính trị tại Đại học Victoria tại New Zealand, bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau: "Vũng lầy Afghanistan là khởi đầu cho sự sụp đổ của Liên Xô. Ukraine cũng sẽ là mồ chôn của Putin mà thôi." Đây là hình ảnh bài viết trên trang Facebook của Kiến Hoàng được nhà văn Đoàn Bảo Châu chụp hình và đưa lên trang Facebook cá nhân của mình. Trên Facebook, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại viện tại Singapore đã nêu ra quan điểm của mình như sau: "Sử dụng vũ lực hay xâm lược nước khác hiếm khi là hành động khôn ngoan, nhất là khi đang ở thế yếu. Putin đang đẩy nước Nga xuống hố, không biết khi nào thì mới có thể ngóc lên được. Và ủng hộ Nga hay cuồng Putin đây?" Bên cạnh ý kiến lên án, cũng có những quan điểm ở Việt Nam ủng hộ cuộc tấn công của ông Putin vào Ukraine. Cũng trong bài viết của mình đăng trên trang Facebook, nhà văn Đoàn Bảo Châu chia sẻ quan điểm cá nhân về bài viết của Facebook Kiến Hoàng. Ông Châu nhận định là vị tướng quân đội này là một người cuồng Nga, cuồng Putin. Theo đó, tài khoản Kiến Hoàng vào hôm 24 tháng 2 đăng bài viết trên trang cá nhân với tựa đề "Nước Nga vĩ đại đã quay trở lại". Đáng tiếc là bài viết này sau đó đã bị khóa hoặc xóa vì đường link dẫn tới bài viết do tác giả này không cho ra kết quả nào. Và trên trang Facebook của người này cũng không còn bài viết đó. Ý kiến bài viết này tỏ lập trường ủng hộ tấn công của Nga cũng được nhiều người đăng tải trên các nhóm group khác nhau Facebook như đơn vị tác chiến mạng, như bài viết "Ukraine cái giá phải trả cho sự phản bội lại lịch sử" và "Việt Nam thì thế nào", hay như tài khoản Hùng Lương nêu ý kiến rằng ngoài việc quan ngại cấm vận Nga, đố thấy thẳng Mỹ và NATO nào đủ bản lĩnh đấu súng với quân đội Nga, đó là chân lý.
Giải thích cho quan điểm ủng hộ Nga ở Việt Nam, kỹ sư Dương Quốc Chính cũng có bài viết đăng trên trang Facebook về tâm lý của Nga. Trong đó có đoạn: chính vì người ta nghĩ là Liên Xô chết oan với tình cảm sâu nặng như đã viết ở trên, nên tỷ lệ người dân Việt Nam còn hoài niệm về Liên Xô là rất rất cao. Đây là hình ảnh vị trí của các điểm ghi nhận giao tranh tại Ukraine vào ngày 25 tháng 2. Một số điểm ở thủ đô Kiev và cách không xa dinh tổng thống. Mình cho rằng hầu hết thế hệ sinh những năm 5X, 7X ở miền Bắc đều có hoài niệm ít nhiều. Tiếp đó là con cháu họ, nhất là những cháu được ăn lọc triều đình, nói chung là tâm lý chịu ơn. Có Liên Xô thì mới có chúng ta ngày nay. Trong quân đội công an thì bất chấp tuổi tác, tôi nghĩ rằng phải đến 99% là họ cuồng Liên Xô, vì vũ khí, khí tài của họ hầu hết là của Liên Xô và sau này là của Nga. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin dường như đã lấy lại được phần nào hào quang thời Liên Xô, hoàn toàn tương phản với thời Yeltsin. Người dân Việt Nam trở nên hồ hởi, vui mừng cho nước Nga bởi họ coi rằng Nga chính là hậu thân của Liên bang Xô Viết. Vinh quang của nước Nga chính là sự hiện hồn của Liên Xô. Thế là họ hoặc những nhóm người kể trên cắm đầu của Nga. Họ bênh vực nước Nga vô điều kiện, giống như bênh vực tổ tiên vậy. Cũng là điều dễ hiểu và có thể thông cảm. Tẩy não không bao giờ là điều đơn giản. Bên ngoài mạng xã hội cũng có các ý kiến ủng hộ Nga. Một Việt Kiều, 57 tuổi, sống ở Saint Petersburg hơn 30 năm, đã cho lại BBC biết qua một cộng tác viên rằng việc chiến sự xảy ra là vì không có cách nào khác Anh, Mỹ dồn Nga tới chân tường. Và động thái này của Nga là để ngăn chặn việc NATO kết nạp Ukraine vào khối. Và giờ chỉ cần Tổng thống Ukraine ngồi vào đàm phán cam kết không gia nhập NATO như Phần Lan là ok. Đây là hình ảnh gương mặt bất an của một hành khách chờ tàu rời khỏi Kiev vào ngày 24 tháng 2. Trước câu hỏi tại sao Nga muốn chống lại Anh và Mỹ lại đưa quân sang đánh Ukraine, ông nói, thực ra mâu thuẫn có từ lâu rồi. Nga đánh trước để dằn mặt. Nếu Ukraine ra gặp NATO thì lúc đó sẽ quá muộn. Nga không muốn NATO đưa tên lửa sát sườn đất nước của mình. Như vậy không còn an toàn nữa. Giờ tôi hỏi, nếu Cuba cho Nga mang tên lửa tới đặt sát sườn nước Mỹ thì Mỹ có chịu hay không? Facebook Trang Trần thì biết rằng Nga muốn đầu tư và phát triển về kinh tế, nhưng phương Tây không bao giờ để cho họ làm như thế. Vì vậy, có bao nhiêu tiền Nga phải đổ cả vào vũ khí, quân đội để cân bằng lực lượng và không còn nhiều tiền để đầu tư phát triển kinh tế nữa. Nguyễn Lam ở Long An thì bình luận rằng khi cái thỏng lọng đã để sát cổ của bạn và bạn không làm gì thì bạn sẽ chết thôi. Putin chỉ làm việc mà người Nga và một số nước thuộc khối Liên Xô cũ đáng lẽ đã làm từ rất lâu nhưng không đủ sức. Và thực sự có một lúc nào đó chân lý thuộc về kẻ nắm quyền và nắm truyền thông trong. Khi Mỹ và đồng minh đã tham dự rất nhiều cuộc chiến với lý do không còn hiểu nổi như Iraq, Libya, v.v. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân, thế thôi. Theo quan điểm của Facebook Nguyễn Lê Minh thì Putin hiếu chiến. Vâng, nhưng phía bên Ukraine cũng đâu phải toàn các thiên thần vô tội yêu quý hòa bình. Nếu được thế, họ cũng sẽ làm điều tương tự đối với Nga. Luật sư Trần Đại Lâm từ Hà Nội nói, Nga đã ngang nhiên trà đạp đến luật pháp và các quy ước quốc tế khi phát động một cuộc chiến tranh mà ông cho là có tính chất xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh nhiều người dân ở thủ đô Kiev trú ẩn trong ga tàu điện ngầm có tác dụng như một hầm tránh bom. Ông phân tích, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, lãnh thổ, có chính quyền, có mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác và được thế giới công nhận là một quốc gia. Vì vậy, việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine có nghĩa là Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế. Quan điểm của tôi trong cuộc chiến này là Nga đã xâm lược Ukraine và đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, bởi vì Nga đã phá bỏ luật lệ, pháp luật và những điều ước quốc tế. Tôi cực lực lên án hành vi xâm lược của Nga vào Ukraine vào thời điểm hiện nay. Cũng theo quan điểm của tôi thì việc nhiều người Việt Nam ủng hộ Nga xâm chiếm Ukraine vì họ có một niềm tin hoặc có tình yêu đối với Liên Xô trước đây và cụ thể là nước Nga bây giờ. Và họ yêu mến ủng hộ Putin, họ nghĩ rằng ông Putin làm gì, suy nghĩ, hành động gì cũng đều đúng. Tuy nhiên, tôi thấy rằng đây là một hành vi hết sức nguy hiểm. Nếu người Việt Nam ủng hộ việc Nga xâm lược Ukraine, thì sau này trong trường hợp của Trung Quốc xâm lược Đài Loan hoặc thậm chí là xâm lược Biển Đông,
hoặc xâm lược Việt Nam, thì chúng ta sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sẽ như thế nào nếu như bạn bè cộng đồng quốc tế ủng hộ Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam hoặc xâm chiếm Biển Đông?